Hello, xin chào cả nhà, chào mừng đã trở lại với kênh của bà đẻ trẻ khỏe Baby Combo Home nha. Trong những ngày hè mà nóng được như thế này, còn gì thích hợp hơn một ly trà đào cam xả. Để bay ra được đẹp như thế này là cả một quá trình đó nha. Sáng nay mình coi công thức ở trên mạng và quyết định bắt tay vào làm. Tất cả mọi thứ thì đều đã có sẵn ở nhà của nhà trồng được, nhưng mà còn thiếu cam vàng. Biết làm sao bây giờ? Cuối cùng quyết định gọi anh Crab mua giùm. Mình rất là hay mua trái cây ở cửa hàng bán trái cây chợ phố hoặc là Organica. Tuy nhiên hôm nay cái địa điểm nó hơi xa cho mình chọn một cái chỗ khác. Dạo một vòng thì ngoài cam vàng ra còn có cherry rất là ngon nên là mình để bỏ hết vào trong giỏ. Ui, phải nhập ngay ưu đãi chứ, hiện giờ Crab đang có mã free ship 1 giờ dành cho đơn hàng 250k, hoặc là còn có mã tiết kiệm giảm 40k cho đơn hàng 400k nữa đó. Là bỏ tất cả vào giỏ, thanh toán và chờ anh ấy tới thôi. Mới tí xíu mà đã tới rồi nè. Trời hôm nay cũng khá là nắng cho nên mình tiếp ngay ở trên ứng dụng cho anh ấy nhé. Công nhận nhờ mấy cái app đi chợ này mà khỏe re, bây giờ mình đã có sẵn trái cây tươi rồi nè. Đi ra ngoài vườn mà mình đã ngắt được hai cây xả của mẹ, sau đó là rửa sạch sẽ, bóc cái lớp áo bên ngoài ra và đập dập nó. À, nếu mà thích thì cả nhà có thể bỏ lại một hai nhánh để lát nữa mình trang trí nhé. Bây giờ mình sẽ cho khoảng 1 lít nước vào trong nồi, cho xả vào và bắt đầu đun sôi. Cam vàng thì mình cắt đôi, lấy nước cốt của hai trái, sau đó để lại một số lát để mình bỏ vào trang trí. À quên, cốt này thì phải nhớ nếm thử nha, bởi vì cam có lúc này lúc khác, lúc ngọt lúc chua. Nếu mà chua quá thì mình cho thêm đường, còn nếu ngọt quá mình sẽ cho thêm chanh. Lúc này thì nước cũng bắt đầu sôi, mình sẽ tắt bếp và chờ cho nó không còn kêu ục ục nữa thì bắt đầu bỏ trà vào khoảng 6 túi. Đoạn này thì lưu ý một chút, bởi vì nhà mình rất là thích cái vị trà đậm nên dùng 6 túi, cả nhà có thể điều chỉnh thành 3 thôi nha. Tùy khẩu vị của mỗi nhà mà sẽ có vị trà khác nhau, thí dụ như là trà đen, hồng trà hoặc là trà túi lọc. Nhưng mà theo mình thì thơm nhất chính là trà túi lọc có hương đào, cả nhà có thể mua cái loại này nhé. Sau khi cho vào trong nước nóng, mình sẽ hãm trà trong vòng 20 phút. Sau đó dùng mặt sau của cái muỗng và ấn như thế này cho ra hết nước cốt. Nhà mình khá là thích uống ngọt cho nên mình đã cho vào trong đây khoảng 200 đến 250 g đường, khoảng một cái chén ăn cơm, cả nhà có thể điều chỉnh cho thích hợp nhé. Khoai có mấy cái mà đường đã tan hết rồi bởi vì nhiệt độ trong nồi còn rất là nóng. Bây giờ mình sẽ vớt hết tất cả các cây xả ra nha. Cả nhà mình đang rất là nóng lòng muốn uống cái này rồi, cho dù mình đã kêu là chờ một tí, thôi bây giờ phải bắt đầu trang trí rồi. Vì khá là đông người cho nên mình cho vào trong cái bình to này luôn. Và vì mọi người gấp quá nên mình đành phải cho đá vào để cho nó nguội bớt cho nhanh nè. Ôi, nước trà còn chưa kịp nguội luôn, nó làm tan hết đá. Kiểu này chắc lát nữa là phải nêm nếm lại, không thôi nó nhạt đó nha. Sau khi cho vài lát cam nè, đá nè và trà thì đã đến lúc mình sẽ cho nước cốt cam vào rồi. Cái đào hôm bữa mình ngâm á, cả nhà có còn nhớ không? Bây giờ đến lúc sử dụng rồi nè. Cho vào đây khoảng cỡ 5 đến 6 miếng đào cho nó đẹp thôi, chứ lát nữa mỗi một ly mà mình uống á sẽ chắc chắn kèm theo một hai miếng liền à. Ở nhà thì mình đâu có siro đào cho nên mình sẽ lấy khoảng cỡ 3 muỗng canh nước đào hôm bữa ngâm á, mình cho vào trong hỗn hợp luôn. Giờ thì tất cả các bước đều đã xong rồi, mình sẽ khuấy đều lên thôi và bắt đầu chiết ra từng ly nhỏ. Đây đây đây, chắc chắn là sẽ có những bạn bảo là ủa, đâu có phải nhà ai cũng đông người như vậy mà pha nguyên một cái bình to tổ bố. Dĩ nhiên rồi, bây giờ mẹ của Bo sẽ đưa một cái công thức mà áp dụng cho riêng lẻ từng cái ly một như thế này, dành cho những gia đình có ít người thôi nhé. Với công thức này mình chỉ cần có một gói trà Cozy mà thôi, với khoảng 200ml nước nóng, sau đó mình ủ trà trong vòng khoảng 5 phút để cho nó ra hết tinh chất. Cho đường khoảng cỡ 50g vào trong hỗn hợp đó và mình khuấy cho đường nó tan. Tiếp theo thì mình sẽ lấy khoảng cỡ 30ml nước ngâm đào và bỏ vào trong ly. Cuối cùng là cho trang trí cũng như là đá vào. Và dù cả nhà có dùng cách nào đi chăng nữa thì bây giờ trước mặt cũng đã có một ly trà đào cam xả thiệt là thơm. Công nhận cái mùi đào nó rất là dễ chịu luôn đó cả nhà ơi. Đây là công thức mình nấu trà đào cam xả ở tại nhà. Không phải ai cũng có sẵn siro đào hoặc là siro cam. Nếu mà cả nhà bán thì có thể chuẩn bị hai loại siro này nhé. Mình sẽ cho thêm vào khoảng cỡ một pump là khoảng 10 đến 10-15ml, sẽ tạo được rất cái mùi rất là thơm và cái vị cũng ngon nữa. Và đây là một cái bí mật không phải ai mình cũng nói cho nghe đâu nha. Đây là mình đúc kết từ cái hồi mà còn bán quán cà phê á. Đó là đối với trà đào cam xả thì hãy cho vào một chút xíu nước cốt chanh, nó sẽ làm tăng vị giác, làm cho mình uống một ly rồi cứ muốn uống hoài uống mãi. Lúc nãy thì đi ra ngoài vườn mình quên hái cái lá bạc hà để trang trí, nên nếu cả nhà nhớ hãy cho vào đây khoảng 1-2 nhánh bạc hà, hay còn gọi là húng lũi, nó sẽ cực kỳ thơm luôn. Chúc cả nhà sẽ thành công với công thức này nhé. Còn bây giờ thì bye bye.